Tôi nghe và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, Mình Thành SC đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Liên Quân Mobile. Và chúng ta hôm nay sẽ vẫn là đi mở gói pack của Liên Quân nha anh em. Và kèm theo đó là mình sẽ mở pack của Fairytale cho nó hấp dẫn. Cuộc đối đầu giữa Liên Quân và Fairytale sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trước tiên ta sẽ mở pack nào đây? Mình sẽ mở pack Fairytale sau nha, cho nó hấp dẫn anh em ạ. Cái Fairytale thì nó sẽ là một bộ bài nên chúng ta sẽ mở khoảng 10 tấm giống như kiểu bên Liên Quân thôi, để hy vọng hôm nay sẽ có thẻ mới này. Ok, gói pack này nó hơi khó bóc ở đây không? Không khó lắm, bình thường thôi. Và sắp tới thì mình có thể là mở thêm cả đồ chơi về Pokemon, đồ chơi mô hình các kiểu thể loại. Thì anh em nào ủng hộ thì hãy like video này nhiệt tình nhá. Thì để mình có động lực thêm để có thể like thêm, có nghĩa là sẽ mở thêm được nhiều đồ chơi cho anh em trong dịp hè này. Anh em chắc là đã nghỉ hè đúng không? Thì thẻ đầu tiên đi. Thẻ đầu tiên của chúng ta sẽ cái con này mình không biết tên này anh em. Hãy đặt tên, có nghĩa là hãy cho mình biết xem tên này, con này là gì nhá. Ở ngay phía dưới phần comment để tiếp mình xem tìm, hình như mình Richter hay cái gì đó. Hãy tiếp thử đánh con này xem. Có vẻ như khá là khỏe đấy. 326.000 công và 458.000 thủ. Tăng cơ hay sao mà khỏe thế? Hệ bàn tay nhá, hệ cái bao. Tiếp theo, con theo sẽ là có Inish, là một pháp sư nhỉ, pháp sư hệ lửa, cũng rất là khỏe. Hình như mình có tướng này thì phải. Để tiếp vào mình xem có cái trang phục gọi là trang phục của cái mùa giải năm nay không, có cái mùa leo rank không. Chúng ta sẽ có thêm một nhân vật chụp ảnh, hôm nọ mình cũng nhớ tên này rồi nhưng mà không nhớ tên của nó là gì. Nhưng có mấy con kiến đây, khó chịu ghê đó. Nên đang ấy nó bẩn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có cái này là con Rowest à, đúng không? Con Rowest cái gì đấy đây. Và nó đang cầm hòm vàng, 785.000 công và 322.000 thủ. Anh em hãy cho mình biết tên con này nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có Atrix bóng trời, hay mình Atrix cũng được anh em ạ. Atrix khỏe lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ có Lữ Bố đặc nhiệm Squad anh em ơi. Mình không có trang phục này anh em ạ. Kiến này, chưa gì có đầy kiến này, chẳng hiểu sao nhắm kiến thế, có quái gì mà sao lắm kiến vậy ta. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một tấm thẻ gọi là con này con gì nhỉ, con này con phi, con này là một con tướng cấu gì ở đúng không anh em, mình chưa biết con này này, anh em cho mình biết tên con này nhá, với con cầm máy ảnh đây, kiến này điền thế. Và tấm thẻ cuối cùng của chúng ta sẽ là Ryoma đây, thanh long đao. Và rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái pack gọi là Fairytale nhá. Mình sẽ để cái này cái bạn đi sạch ấy, tự nhiên có mấy con kiến nó ra đây ạ, khó chịu ghê ta. Rồi chúng ta để tạm bên này cái, ở đây là cái pack Fairytale, một bài Fairytale nha bạn. Và nó sẽ mở cái pack Fairytale ra xem bên này có cái gì nhá. Ok, nó cũng hơi khó mở, nó cũng giống như kiểu là cái patch của đảo hải tặc ấy anh em. À đây rồi, mở rồi. Người ta biết cách mở thì rất là dễ dàng thôi. Ngày xưa mình mua ở tiệm tạp hóa, bây giờ thì không bán nữa rồi. Ui, đẹp chưa anh em ơi. Ui, đẹp thế. Chúng ta sẽ có Lucy này, Elsa Scarlet này, Windy này. Đây con mèo của ấy. Thằng gì nhở? Thằng băng thuật sư đúng không? Lâu lắm mình không đọc cái chuyện này nên mình không nhớ lắm. Phía sau sẽ có cái hình biểu tượng của Fairytale, rất là đẹp luôn đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ mở ra. Mình sẽ lấy nét cho anh em nhé. Nó không được nét cho lắm. Ánh sáng nó hơi kém. Rồi, nó sẽ được bao bọc bởi lớp giấy ni lông nên cực kỳ là mới, cực kỳ là thơm luôn nhá. Ui, đẹp thế. Bộ bài này còn đẹp hơn cả bộ bài của One Piece anh em ạ. Bộ bài vua hải tặc cơ. Đó, ok. Chúng ta sẽ mở 10 tấm nha anh em. Tấm đầu tiên nó sẽ mở ra, đó chính là vẫn là cái tấm trên đầu tiên anh em ạ. Đấy, Crystal, đây là tên của tác giả thì phải đúng không. Tấm thẻ thứ hai, Gray, cái này Gray anh em ạ. Gray Booster, đúng rồi, Gray Booster băng thuật sư đây, luôn là đối đầu với Natsu anh em ơi. Chúng ta sẽ có Natsu Gray, thằng này là thằng gì nhỉ, sắt long đúng không. Có nghĩa là thằng này thằng rồng sắt. Đấy. Tiếp theo là gọi Elsa Scarlet. Ui, nhưng mà xinh thế.
ngực thì siêu bự rồi, còn đẹp hơn cả bên One Piece cơ. One Piece. Và chúng ta có Lucy, có Elman, có con này là con gì nhỉ, con người yêu của Lucy, à của Gray thì phải, đúng không? Windy này, Windy là Thiên Long. Năm này chúng ta sẽ có Lucy, chủ sở hữu của những cái chìa khóa tinh linh pháp sư. Elsa nhìn mặt rất là phởn. Thẻ thứ 7 này anh em, thẻ thứ 8 chúng ta sẽ là cái gì đây? Ten Lucy nhìn rất hiền luôn. Thẻ thứ 9 của chúng ta sẽ là ai? Sẽ có là Natsu. Natsu, Lucy và Happy. Nhân vật này cực kỳ giống trong One Piece nhá. Và thẻ thứ mấy là thẻ thứ 10 nhỉ, đúng không? Chúng ta sẽ có Lucy ở trong một thỏ anh em ạ. À, trong một mèo. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào để chơi liên quân nha anh em. Ok, thì chúng ta sẽ trong cái bộ bài lúc nãy mình có Ignis đúng không anh em? Và mình sẽ chơi cái pháp sư này luôn. Mình có một cái thẻ thử miễn phí nên mình sẽ chơi luôn và mình sẽ đi mid nha anh em. Nhìn chung con này thì hầu hết bây giờ cũng không ai đánh mấy, thì nó khá là skill, nó khá là khó đánh và nó cũng không quá khỏe. Đi mid nó không quá khỏe so với cái tướng đi mid khác. Rồi ok. Đây là lần thứ hai, chắc lần thứ hai hay lần thứ nhất nhỉ? Mình không để ý lắm mà mình đánh thứ bao nhiêu nữa. Ủa, mình đi cùng thằng đấm à? Khó chịu ở nhà, hơi khó chịu ở nhà. Ok, úi xồi. Thằng kia né về skill rất tốt nhờ anh em. Cái skill, cái nội tại con này nó phải phụ thuộc vào cái chiêu 1 anh em ạ. Mình cũng đọc qua một chút. Cái skill 1 phải trúng nó mới kích hoạt cái nội tại, khiến mình khỏe hơn, đánh khỏe hơn. Và skill 1 trúng team địch ấy. Cái skill 1 hay phết. Chết rồi, xong rồi, xác định rồi. Và trong này làm gì vậy em? Và làm gì được, mình không cứu nhá, mình chịu thôi, bó tay rồi. Ok, chạy. Có thêm thằng ngộ không nữa. Bị choáng. Này, ui giời, làm gì? Mày làm gì? Slow này. Nào, cái gì đây? Nội tại á, vớ vẩn. Skill mấy? Nó level mấy mà nó kinh vậy? Level 2 đúng không? Cái skill 1 ấy thì nó bắn vào một kẻ địch xong rồi nó sẽ gọi là sẽ nổ lan ra phía sau. Khá là hay, nổ lan phía sau. Và cái skill khi mà trúng cái skill 1 đấy anh em, khi đó sẽ mình dùng skill 2 thì có khả năng gây choáng. Và nó kích hoạt cái nội tại ấy, thì mình có khả năng gây choáng nhá. Hay phết. Con này nói chung là, nhưng mà thấy mình ít khi thấy ai dùng lắm. Có nhiều tướng đi mid khỏe hơn nhiều. Rồi ok, team mình đang dẫn tỷ số là 2-1. Đấy chà, có Chrissy ạ. Úi, né ngay. Hay chưa? Tốt thế nhờ. Ui chà, bình tĩnh nào. Ôi, nó gọi là con cá à? Hình như là tiệc bãi biển đúng không? Phiên bản Chrissy tiệc bãi biển rồi. Chắc chắn rồi, ngon phết. Ok, mình sẽ ăn máu cái. Thần lửa giống như kiểu ông cái Gandalf ở trong Lord of the Ring anh em. Rồi, ngày mai thì mình sẽ cố gắng là làm thêm một cái clip về mở thẻ liên quân vào buổi sáng nha anh em. Hôm nay mình khá là bận và hy vọng ngày mai sẽ rảnh hơn một chút để mình có thể mở patch cho anh em xem. Ui chà, phải đấm thấm thế nhờ. Thấm thế. Có một cái thông tin hình như là sắp có liên minh mobile thì phải. Chính hãng Rios liên kết với Tencent để có thể ra được một cái tựa game, đó chính là liên minh mobile. Liên quân thì cũng có vẻ hơi nguy hiểm. Đang hơi bị lo ngại là không biết là liệu rằng có ổn hay không. Ok, chúng ta sẽ cố gắng. Từ từ. Có cả Muras à? Hai con này ở đây à? Cũng hơi khó chịu nhờ, hai con. Ui, ghê thế. Định giết tao hay như thế nào đây? Ok, vào đây. Đấy, khi trúng một kẻ địch đầu tiên nó sẽ lan, sẽ nổ ra những kẻ địch xung quanh em ạ. Lúc ấy mình có giết được thằng ấy không nhỉ? Lúc ấy thằng kia nó giết anh em ạ, không phải mình giết à? Bó tay, mình không, vẫn là không này. Và mình hỗ trợ một này anh em. Muras chạy đâu Muras. Mình tưởng nó chạy sang bên này, cuối cùng nó không chạy anh em ạ. Ây chà, thấm phết nhờ. Vào đây nào cưng. Nào. Nó khả năng dịch chuyển nhanh thế nhờ. Mình bắt là mình chết luôn đấy. Mình chỉ có một cái tốc hành thôi. Chưa rồi, ăn đòn rồi. It's slow rồi. Ôi, không làm gì được luôn. Hayate nhìn, chỉ biết đứng nhìn thôi. Nó không có chiêu gì có thể cứu mình được cả. Chúng ta bị ăn quả choáng cái, thằng kia slow cái, nó bắn đánh trúng cái luôn. Khó chịu nhờ. À,
mắc khó chịu luôn đấy. 1-1 rồi. Đánh ông già Ignis thân lửa hơi khó một chút. Nó sẽ là chiêu định hướng và chiêu kia cũng là ba chiêu đều chiêu định hướng cả. Hơi khó với những người chơi mới. Hay thế nhờ. Con cái đánh hay thế, đánh tốt vãi nhờ. Được đấy. Này này, Murat này, Murat này, Murat này, Murat này. Không kịp dùng chiêu cuối. Nó bị choáng đấy, nó dùng, dính chiêu đầu xong rồi dùng dính chiêu cuối luôn, nó bị choáng anh em ạ. Còn bao nhiêu máu, còn bao nhiêu máu? Còn bao nhiêu máu? Con này máu thấp mà. Đấy. Mày đi đâu? Ôi trời. Nó dịch chuyển về anh em ạ. Khó chịu phết nhỉ. Chúng ta ấy né ngay khi mà mình dính chiêu trúng cái chiêu ấy thì cái nội tại là sẽ búp ra thêm một lớp giáp phép khá là hay. Đối đầu những cái tướng phép thì mình cũng ổn một chút, không nói là quá tệ. Đồng đấy. Ôi bị bắn rồi. Từ rồi. Đi xa thế, đuổi theo con kia thì nó đánh cho chết rồi. Sát thương. Ui chà, làm gì đây? Ok. Không được rồi. Đoán thấm lắm anh em ạ. Hơi khó để ra có thể chơi. Vào đây. Vào cứ ui đông thế. Ở đây có cả ngộ không anh em ạ, và chết luôn rồi. Mình mà ở lại ở đấy mình đai, không làm gì được nha. Phải về thôi. Tại mình về không làm gì được luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ lên thôi. Khá là căng, khá là cân với tỷ số là 7-6. Khá là cân giữa hai team. Thì mình như không có tăng à? À có tăng, có thằng thằng kia thằng tăng mà. Chảnh thế. Hay thế nhở, xoay đẹp đấy. Xoay của đấy đẹp đấy. Mình tưởng cứ tưởng nó sẽ chạy được cơ. Nhưng mà không chạy được. Hay quá nhở. Cái con này khỏe, thấy khỏe phết nhở. Cảm giác thấy khá là khỏe. Cái gì đây? Thằng kia làm gì đây? Từ á, kiểu gì nó sẽ ra ngay bây giờ đây anh em ơi. Mình sẽ sẵn sàng sử dụng cái skill 1 và cho nó choáng luôn. Ồ, nhanh đấy. Ok. Chết mày đi này. Không kịp dùng chiêu cuối luôn. Vì choáng từ đằng sau ạ, thằng nào nó tập kích từ đằng sau ấy. Hay chưa? Đâu rồi? Hay. Chết hai con luôn, hay thế nhờ. Cái con pháp sư kia nó có một skill đánh tỏa bản đồ rất là dã man. Cho thì thêm một mạng nữa anh em ơi, hay chưa? Hay lắm, team đánh rất là tốt. Mình cũng không đánh nỗi quá hay con Ignis đâu, nhưng mà do team nữa, nó hỗ trợ nó thì mình ăn được như vậy đấy. Không, rất là khó chơi. Ok, lên giết thằng này nào, lên giết thằng Murat anh em ơi. Lên trên. Đây, đi lên trên. Mình chạy nhanh hơn nó một tí. Ok, chạy đi đâu cưng. Chạy đâu cưng, không thể chạy được luôn ấy. Đấy, anh em thấy nó, con Ignis này dùng chiêu nó cũng hơi khó. Thông thường combo sẽ là chiêu 1, chiêu 2 và chiêu cuối. Đấy. À, chiêu nó còn hồi máu với cả mình cơ, cái nội tại thì phải. Đúng nhỉ? Và mình cần tăng cơ, mình cần thằng nào dồn hết cái bọn kẻ địch vào một chỗ xong mình dùng chiêu thì sát thương cực kỳ lớn. Đấy. Khi có cái nội tại thì cái chiêu cuối là còn nhận thêm sát thương cơ, nó gây ra thêm sát thương cơ, khá là dị, khá là hay ho. Ok nào, lên thôi. Mình đi sau này để xem, hình như thằng này là nó phá game, nó AFK và nó là máy đang chơi thì phải. Đúng rồi nhỉ, lao thẳng vào đấy. Ôi, phải vào giúp nó thôi anh em ạ, không làm gì được rồi. Hay thế. Nhà mình tốt thế, giết nó. Ui, không giết được kia, trời ơi. Tiếc thế nhờ, phải chiêu 1 trước anh em ạ. Đâu rồi, ngộ không ạ. Không nhìn thấy gì luôn, con ngộ không ở đấy mà đánh nữa thì chắc là team mình chết cả team ấy. Về thôi. Ngộ không, dí nó anh em, dí nó, đúng rồi. Hay chưa, ngộ không chạy không thể được, bị slow anh em ạ. Đã đầy cục máu và chúng ta ăn một gọi là bống skill vào mồm thì chỉ có chết thôi. Có lẽ nên về anh em ơi. Có lẽ không về chết nhá. Lôi theo tao và chết nữa thì buồn cười, nên lôi vào bụi nữa thì đúng bó tay. Lên trên, Caffeine ở trên, mình còn chưa có dịp dùng Caffeine cơ.
mình chưa có đủ tiền để có thể mua được cà phê đi anh em ạ. Ôi hay thế nhở, gấu mèo khỏe thế, solo queue à? Không, à đi cùng với con kia khỏe đấy, không phải yếu đâu. Cái này biến mất rồi, rút lui thôi, bình tĩnh thôi, ông ấy chết rồi giờ. Mình rất là dễ chết đấy anh em ơi, pháp sư như mình rất là dễ chết, một quạt là đai rồi. Cũng không vào anh em ơi, từ từ giết được con này nhanh thế, giết này không chết anh em ạ, nó lùi về luôn, nó sợ chú lùi về luôn kìa. Ui da, bình tĩnh nào, đâu rồi lão bà em ơi, hay thế nhờ, hai nhà tê đánh tốt thế nhờ, phải tuyên dương hai nhà tê đánh rất tốt luôn đấy. Phá nhà anh em, đúng rồi, lên phá nhà thôi. Ăn đây không, ăn xuống ăn đấy đi, xuống ăn tả thần anh em, đâu rồi, vào đây chẳng ai vào luôn, thằng kia thằng máy rồi, chết rồi con kia rồi, tha thương cho cái chết luôn ạ. Phải đi cùng team cơ, không ăn thua, mình đi sau đít thôi. Chúng ta là pháp sư đi sau đít thôi, cố gắng sát thương nhiều nhất có thể thôi anh em ạ. Đang mình không có, ra sẽ ăn dưới quỷ của con này. Cái con thiên thần này có vẻ rất là khỏe nhờ, mình thấy đánh kinh phết, tôi đã đánh kinh phết, đùa đâu. Team mình có FK, chính xác là team mình có FK bên này, đúng rồi, chính xác đấy. Kìa, ui, từ, chết rồi, không đủ sát thương anh em ạ, điên thế nhờ, quả đấy đang định dùng chiêu cuối luôn. Giết được không? Ôi xong rồi, có cả ngộ không đây ạ, khó chịu ghê ta. Ôi nó chạy rồi, nó nhảy qua tường rồi. Ui thanh niên kia nhảy vắt rồi dính tường như bó tay. Dù không hơi khó vì nó có tàng hình, quả đấy hơi lao và hơi ngáo nhờ. Chạy được không? Gindu à? Ra giết Gindu à? Ui rồi, có Gindu máy nó đánh cho sấp mặt luôn. Tưởng vào ăn được ạ, à. Máu thằng Murat nó rất là dán anh em, cực kỳ là dán luôn. Tan lên nào các bạn trẻ. Đang ăn đấy, đang ăn tà thần. Cái này ăn nhanh lắm. Cái này đam rất là to nhá. Khỏe phết. Ôi, ăn tà thần nhanh thế à, chưa. Đây mới ăn này. Lên. Đâu rồi, chúng ta có hiệu ứng tà thần đây. Đẩy nhà thôi nhỉ. Cơ hội đẩy nhà rồi. Có rồng này anh em. Tội gì không đẩy chứ. Đẩy hai đường luôn. Chúng ta có hiệu ứng tà thần khỏe hơn rất là nhiều. Đấy, gọi rồng lên. Không có tăng cơ, thằng kia đi đường riêng anh em ạ. Thôi được, đẩy hai đường cũng được, cũng là ý hay. Ngộ không bên này anh em ơi, ngộ không bên này. Chạy rồi. Chạy ra kia rồi. Từ từ thôi. Có Murat chết rồi anh em. Đúng rồi, sát thương là rất nhiều. Này á, mày chết một bé này. Đẩy bạn tao á, hay chưa, double kill luôn anh em ơi, quá tốt, mình vẫn giữ được máu mà mình không chết. Bên kia là kia phá nát nhà rồi, hay thế, thắng rồi. Hay quá, Xnit đã giành chiến thắng một trận, các bạn là khó. Ok thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em. Bye bye.